got that? You got that? Đây là nhạc free và tụi tao làm anh em vui vẻ, không lấy một cắt hơn như ai đó dặn dí sầm lòng. Ủng hộ nhạc chuông rap lớp mình phát bi cây, nghe mà khắc ghi đây. Mày đi đâu đi tay, đi nhông đi nhây, nhưng vô đây gây ok, gây xong là phải đi thay. Thay tên thay họ, năm sinh và cả cao quê quán. Trước khi gây án tao cứ đem chúng mày ra mà phê phán. Về phở cà nở chán chê hả, hay cho đến khi tao chán. Ngán được tao là tao cán, chẳng có đéo gì mà tao ngán. Thằng nói khoác chính là mày, nên ai sẽ tin mày nói. Người ta nghe mày chẳng khác nào đi nghe thầy bói xem coi. Phương tử ưng bứa hay phương tử ưng bựa, đã là cái tin gì? Hai lần câu diễn lần này bãi tử ưng ngạnh lại phải xin quỳ. Flow văn văn cuộn trào xuống trắng, mày thích thì vét xét ra chẳng sống. Rừng rậm mày cao cho mày chống nắng, giờ tao châm lửa mày có chắc chút nóng. Đến tao bận mẹo thì mày sẵn vào trong, nhưng vào trong rồi mày có chống được chăng? Chỉ có cước nè một đống mày ăn chứ đừng có mơ mà cắt được ống. Bị flow văn văn cuộn trào xuống trắng, mày thích thì vét xét ra chẳng sống. Rừng rậm mày cao cho mày chống nắng, giờ tao châm lửa mày có chắc chút nóng. Đến tao bận mẹo thì mày sẵn vào trong, nhưng vào trong rồi mày có chống được chăng? Chỉ có cước nè một đống mày ăn chứ đừng có mơ mà cắt được ống. Tụi tao vẫn là tướng năm sao, mày tưởng mày thắng mà không. Chúng mày chỉ là binh nhì thí mạng, mày chỉ có rống là ăn. Nhạc mày làm người nghe thì ít, mà lượt mày hóng thì tăng. Người bảo mày đỉnh thì ít xịu, mà bảo mày phán thì đau. Mặt mày vừa cống vừa nhăn, bài này vừa nóng vừa căng. Tao như quả bóng đầy xăng, thêm một mồi lửa là mày văng. Đẳng cấp tụi tao mua mãi bất diệt, nếu mày có tức thì sao? Tao cho chúng mày ân huệ cuối cùng chẳng phải là tức thì sao? Chúng mày nên tức vì sao? Vùng cao mà não lại thấp nên chẳng thể lấp được tụi tao, với tụi tao tức vì sao? Mày cố rống cho cả đời cũng làm con cặc gì được tao, cả trên nhạc và ngoài đời, cả bằng rap và bằng dao. Yeah. Những flow băng băng cuộn trào xuống trắng, mày thích thì vét xét ra chẳng sống. Rừng rậm mày cao cho mày chống nắng, giờ tao châm lửa mày có chắc không nóng. Thấy tao bận miệng thì mày sắc vào trong, nhưng vào trong rồi mày có chống được chăng? Chỉ có cước nè một đống mày ăn chứ đừng có mơ mà cắt được ống. Những flow băng băng cuộn trào xuống trắng, mày thích thì vét xét ra chẳng sống. Rừng rậm mày cao cho mày chống nắng, giờ tao châm lửa mày có chắc không nóng. Thấy tao bận miệng thì mày sắc vào trong, nhưng vào trong rồi mày có chống được chăng? Chỉ có cước nè một đống mày ăn chứ đừng có mơ mà cắt được ống. Xin một cây ai kề ai thật cài ngạo, một tướng theo hai vua mặt chó chúng mày hai lòng. Bài trước tao lên đạn, bây giờ mới là khai nào. Trận này mày muốn phục hận à? Đừng hòng. Đã đến hồi kết một chắc là đủ cho sự nghiệp chúng mày được đáp chiếu. Đừng có mong có lấy một người thương tình bước ra mà chắc tiêu. Chiều sâu của bài này thì tụi mày không cần phải diễn tả nhiều đâu. Đơn giản của người tao là khúc cải hoàng ca, với tụi mày là khúc nhạc cầu siêu. Đừng lâu băng băng cũng chào xuống trắng, mày thích thì vét xét ra chẳng sống. Rừng rậm mày cao cho mày chống nắng, giờ tao châm lửa mày có chắc không nóng. Nếu tao bận miệng thì mày sắc vào trong, nhưng vào trong rồi mày có chống được chăng? Chỉ có cước nè một đống mày ăn chứ đừng có mơ mà cắt được ống. Biển lâu băng băng cũng chào xuống trắng, mày thích thì vét xét ra chẳng sống. Rừng rậm mày cao cho mày chống nắng, giờ tao châm lửa mày có chắc không nóng. Nếu tao bận miệng thì mày sắc vào trong, nhưng vào trong rồi mày có chống được chăng? Chỉ có cước nè một đống mày ăn chứ đừng có mơ mà cắt được ống. Kèo 10 triệu chẳng có cái là freestyle chơi ông. Có tiền liều mạng, có bản lĩnh nên tao đéo ngán gì chơi nhau. Mày nếu có tiền thì cược mạng, thua trận thì một đôi tay. 0937090103 mày biết phải nên gọi ai rồi đó. Warzone, tụi tao chủ trì cả trận chiến và đủ lì hơn mày. Cái loại sâu bọ chí đậm biết. Mày nếu có trình với cái tập khi đình ok, tao vẫn tương tình để mà reply. Nhưng nếu thể nào bù qua bài này thì đừng hy vọng có lần thứ hai. Đây rốt cuộc mày là gì vậy? Giao cho họ cuộc chiến đúng không? Cuộc chiến phải không có đủ khả năng chiến với tao rồi là cuộc căng cuộc chó và tao cũng là G Family Production 2Z13 I see AKTT.